Chương trình mỗi xã một sản phẩm hay còn gọi là OCOP được tỉnh Bình Dương triển khai ở khu vực nông thôn và khuyến khích thực hiện ở khu vực đô thị đang thúc đẩy phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ theo chuỗi giá trị, tạo sự phong phú về mặt hàng với nhiều sản phẩm tiêu biểu. Thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025, Bình Dương được duyệt kinh phí khoảng 68 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách đầu tư hơn 40 tỷ đồng cho chương trình OCOP. Hiện nay, tỉnh Bình Dương đã có 28 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP cấp tỉnh của 19 chủ thể với 5 doanh nghiệp, 8 hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh và 6 hợp tác xã. Trong đó, 20 sản phẩm đạt 3 sao và 8 sản phẩm đạt 4 sao gồm nấm đông trùng hạ thảo, rượu đông trùng hạ thảo, tổ yến, nấm bào ngư, dưa lưới, bưởi da xanh, bưởi đường lá cam, cam sành, cam xoàn, quýt đường, ớt bằm, tương ớt cùng một số sản phẩm khác. Vô cái OCOP thì sản phẩm trái cây của mình, mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì số lượng tiêu thụ của mình á, thì nó sẽ bền vững, nó ổn định. Khi đạt OCOP á, thì cái đối tác của mình á, thì họ sẽ rất là thích, sản phẩm mình sẽ được nâng cao hơn, người tiêu dùng sẽ được họ sẽ tin tưởng hơn. Đạt OCOP 3 sao thì cũng được các cơ quan ban ngành hỗ trợ như tập huấn các lớp kinh doanh online, tập huấn livestream, tập huấn bán hàng trên sàn điện tử và kết nối thương mại đến với các đơn vị trong tương lai là như siêu thị hoặc là các bách hóa, thì tôi cũng thấy là bà con cũng tin tưởng hơn và cái thị trường cũng ngày cũng được mở rộng hơn. Sản phẩm OCOP Bình Dương gồm sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ tỉnh Bình Dương hoặc được thuần hóa, đặc biệt là sản phẩm đặc sản truyền thống của tỉnh trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh với điều kiện sinh thái, văn hóa, tri thức và công nghệ địa phương. Từ nay đến năm 2025, tỉnh tập trung phát triển 109 sản phẩm thuộc 5 nhóm sản phẩm OCOP chủ lực và tiềm năng của địa phương, gồm nhóm thực phẩm, nhóm đồ uống, nhóm dược liệu, nhóm đồ lưu niệm nội thất trang trí, nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch cùng các sản phẩm OCOP tiềm năng khác. Tỉnh sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ chủ thể tham gia chương trình nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng tiêu chí nâng hạng, hỗ trợ cải tiến bao bì nhãn mác gắn với truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị thương hiệu hàng hóa, đồng thời xúc tiến hình thành chuỗi liên kết hướng đến phát triển các sản phẩm có giá trị kinh tế cao bền vững với môi trường để sản phẩm OCOP phát triển mạnh mẽ, vững bước theo dòng chảy thị trường.